Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Đinh. Chắc hẳn là nhiều bạn cũng rất thích sử dụng cái phần mềm KaiMaster giống như mình. Phần mềm này là phần mềm chỉnh sửa video trên điện thoại rất là hay và tuyệt vời. Tuy nhiên là cái phiên bản free của nó thì nó có cái logo bản quyền. Cho nên là nó khi mà xuất ra thì nó không được chuyên nghiệp cho lắm. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để cách để loại bỏ cái logo ở trong phần mềm KaiMaster đi các bạn nhé. Ok. Thì bây giờ mình demo luôn cho các bạn xem này. Trước tiên đây, KaiMaster của mình này. Đó, mình demo luôn cho các bạn một cái video cho các bạn xem luôn. Đây, thì các bạn có thể thấy là ở đây mình tạo một cái video mới đi. Đây, sau đó mình thêm phương tiện này. Mình thêm tạo một cái video đây. Mình có một cái video về quay Animal 4D đây. Mình sẽ lấy thử một cái video này. Sau đó mình sẽ xuất thử ra cho các bạn xem nhé. À mình xin lỗi, mình kinh nhầm. Đây, ấn xuất này. Ở đây mình sẽ chọn định dạng nó thấp thôi, 720 thôi để tránh mất thời gian. Đó, mình xuất thử ra này. Thì các bạn chờ một xíu để nó xuất cái video của mình ra nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ xem thử lại cái video của mình. Chỉnh phát video. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái video của mình nó hoàn toàn nó không có logo KaiMaster nữa đúng không các bạn? Đây, mình cho xa một tí cho các bạn nhìn đúng không? Đó, nó đã hoàn toàn mất đi cái logo rồi. Rất là tuyệt vời phải không nào? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt phần mềm này nhá. Đầu tiên ấy, thực ra thì là mình cũng không nhớ là mình đào ở đâu đâu, bởi vì mình đào cũng đã khá là lâu rồi. Thực ra thì cách đào thì mình cũng vào cái trình duyệt Chrome thôi. Sau đó là mình tìm là KaiMaster. Đấy, KaiMaster Pro APK. Đấy, nhưng mà thực ra là mình lâu rồi mình không nhớ là cái mình đào ở cái trang nào để mình giới thiệu cho các bạn. Đấy, hình như là cái trang đầu tiên hay sao, hay trang thứ mấy mình không nhớ. Thì thôi, mình sẽ để link cái file cả APK ở bên dưới video này nhá. Đây, mình có để trong, mình đào sẵn về rồi, mình đào hôm lâu rồi, đào từ hôm 25 cơ. Đây, file KM này, Pro V4 này. Đấy. Thì mình sẽ để link bên dưới để cho các bạn cài đặt nhé. Các bạn lưu ý cho mình là sau trước khi cài đặt thì hãy nên xóa cái KaiMaster cũ ở trên máy đi để tránh xung đột. Sau đó sau khi các bạn cài đặt xong ấy thì các bạn sẽ có được một cái phần mềm KaiMaster màu biểu tượng chữ màu hồng và nền màu tím như mình bây giờ đấy các bạn ạ. Nó ghi là KM Premier cái gì đó, nó dài dài lắm. Đó. Ok. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để tải được cái phần mềm KaiMaster Pro. Nó đã được loại bỏ logo và hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video mình hay thì đừng quên ấn like, share và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Trong quá trình cài đặt hay là bị thiếu link hay là cài đặt lỗi thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới video này để mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới.